Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, Cục Trồng trọt và Diễn đàn Cà phê Toàn cầu vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất cà phê giảm phát thải, triển khai dự án sản xuất cà phê phát thải thấp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 tại 4 tỉnh Tây Nguyên. Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, từ năm 2014, cơ quan này đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước triển khai chương trình Cảnh quan Bền vững tại Tây Nguyên. Chương trình hướng đến thúc đẩy phát triển bền vững các cảnh quan nông nghiệp thông qua tăng cường hợp tác công tư, huy động nguồn lực và ưu thế của các bên, phối hợp thực hiện giải pháp sản xuất bền vững kết hợp với bảo tồn tài nguyên và an sinh xã hội. Từ đó, hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn có thể kết nối với thị trường thông qua nền tảng trực tuyến. Chương trình được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến ngành cà phê toàn cầu và các vùng nguyên liệu của Việt Nam. Có thể nói là cái chương trình phát triển sáng kiến phát triển bền vững của IDH đã hỗ trợ Lạc Dương trong 4 năm nay. Và với cái chương trình hỗ trợ như vậy thì chúng tôi đã giúp cho khoảng 1.000 hecta với 4.000 cái nông hộ tham gia vào cái chương trình này với cái nguồn vốn là trên 5 tỷ đồng. Thông qua các cái chương trình này thì đã giúp cho bà con nông dân cũng như là chính quyền và các doanh nghiệp là thay đổi cả cái tầm nhìn, để từ đó thì định hướng và trong quá trình phát triển sản xuất thì nó đã hướng tới cái bền vững. Và qua chương trình này thì cũng giúp cho địa phương là trong công tác xóa nghèo, cải thiện cái sinh kế và cái sản xuất. Và trên cơ sở đó, cái mục tiêu cuối cùng là giúp cho việc là bảo vệ cái quỹ rừng rất tốt của địa phương. Và đến nay thì Lạc Dương đang duy trì ở cái mức độ là 85,14% độ che phủ rừng, thuộc vào cao nhất của cả nước. Chương trình sẽ được chính thức khởi động với 3 dự án sản xuất cà phê phát thải thấp trong giai đoạn 2021 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại 4 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai với mức đầu tư 3,6 triệu euro trên diện tích 31.000 ha, cải thiện thu nhập cho hơn 48.000 nông dân tham gia.